Về lại bọn mình đã kết hôn được một tháng rồi. Dù chưa tổ chức báo hỷ ở Đức về Việt Nam, nhưng bọn mình nhận được rất là nhiều lời và quà chúc mừng của gia đình và bạn bè. Mình đã trang trí nhà với những món quà nhỏ này. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bọn mình mong sớm được gặp lại mọi người. Giữ gìn sức khỏe nhé. Ta-da, một thành viên mới của nhà bếp. Bọn mình thích nhà bếp có phong cách cổ điển nên đang thu thập đồ nấu ăn với phong cách này. Nhiệm vụ đầu tiên của cái căn này là hỗ trợ mình làm bánh trung thu. Mùa thu đã tới và bọn mình có nhiều thời gian hơn ở nhà, nên mình sẽ làm một vài thứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Đợt này mình sẽ thử làm bánh nướng và bánh dẻo không cần khuôn. Bánh nướng sẽ có trứng muối, như nó đang mang trong lòng cả một vầng trăng. Tượng trưng cho sự viên mãn và đoàn tụ. Trung thu là thời điểm lý tưởng để trở về nhà. Làm bánh mất rất nhiều thời gian. Nên mình có thời giờ để ngẫm lại tuổi thơ. Mình thường nhớ nhà rất nhiều mỗi dịp trung thu đến. Ngày còn bé và đêm trăng rằm. Mình phá cỗ và chơi lồng đèn với những đứa trẻ trong xóm. Cùng ăn bánh trung thu với gia đình. Những kỷ niệm ngày đó thật là vô giá. Năm nay mình cùng chồng đón trung thu. Đây là mùa trung thu đầu tiên mà hai đứa mình bên nhau, nên mình muốn làm bánh cho chồng và gia đình anh ấy thử. Cảm ơn họ đã chào đón mình như một thành viên mới. Đây là bánh nướng gấu pu, tròn một miệng như mặt trăng. Thêm hai hành tinh nhỏ trên đầu là thành đôi tai. Và đây là bánh trung thu heo con.
đã đến lúc trang điểm cho gấu và heo rồi. Ây à, vẽ bằng sô-cô-la thật khó quá đi. Ta-da, xong! Đây là bánh trung thu nhân đậu đỏ chấm muối đầu tiên của mình. Thật ngạc nhiên với kết quả, rất là ngon. Xin cảm ơn Nice Tea Pastry Studio và Yeah Corner đã chia sẻ các công thức này. Lá vàng rơi ngày càng nhiều hơn. Những bông hoa trong vườn đang nhạt màu. Mình dành một chút thời gian ở ban công. Các loại rau thơm vẫn giữ được màu xanh tươi mát của mùa hè. Làm vườn tạo ra những niềm hạnh phúc thật giản đơn. Mình rất thích mùi thơm của oải hương. Hương thơm rất lâu và dịu nhẹ, ngay cả khi hoa và cây đã tàn. Mình rất ít hái hoa, thường để chúng sống trên cây cho đến ngày già đi và cho hạt. Sau đó thì mình sẽ làm một vài bó hoa khô nhỏ. Và đặt chúng vào một vài góc nhà để trang trí. Oải hương đưa lại sự êm đềm tĩnh lặng và giúp xả stress. Và bây giờ thì mình đang làm bánh dẻo đậu xanh. Anh Lucas rất thích nhân trà xanh matcha, nên mình đã làm thêm một ít. Anh ấy nói cả thế giới đang ở trong chiếc bánh trung thu bé nhỏ. Nước của các đại dương bốc hơi lên thành mây. Rồi mưa xuống tưới mát cho các hạt lúa. Đó là lý do vì sao ta có thể tìm thấy cả đại dương bên trong chiếc bánh. Những suy nghĩ của anh thật là dễ thương. Nó truyền cảm hứng cho mình tập trung vào hiện tại. Ý
ý thức trong từng thao tác, tận hưởng từng giây phút bình yên. Đây là lần đầu tiên mình tự làm bánh trung thu. Tình yêu của chồng và tiếng gọi bản thân đã truyền cảm hứng cho mình. Đừng lo lắng, đừng ngần ngại. Cảm ơn những người đã tin tưởng bạn. Đôi lúc, hãy phấn đấu cho những điều mà người ta cho là không thể và tận hưởng cuộc hành trình. Trong cuộc sống, đừng bao giờ quên cảm ơn những người quan trọng nhất đối với bạn. Và đừng quên cảm ơn chính bản thân mình vì đã không bỏ cuộc. Chúc mọi người có một mùa trung thu vui vẻ nha. Xin cảm ơn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại.